Hello, đó xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chụp những cái trong tiệt hay ngày nay mình đặc biệt tại đó nha, đặc biệt tại đó sự bảo bọn để quật chang Rosie nha, bắt đầu sự quan bảo bọn để quật chang Rosie chấm này đám tôn tâm tại 100,000 lượt khmai smart 25 đô la, bảo bọn ai lựa bộ lợi phẩm bán nha, ai được trả chmnô để luôn ai bán nha. Chỉ biết bảo bọn để quật cơ ca trong chạ của rô bán nè, nước tiệt của rô bán chấm này trong tại 100,000, ai được trả chmnô để luôn ai lôi khóc khóc cho tiệt tại một đong chạ. Sơm rap rừng ca bằng hát bằng rin cứ bong 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 bạch bà rong ná. Chị bị xe bong rạc là bong trẻ ô nơi bong thử mạch. Công bà rong ná xong trâm tay miên tù sạm mùi hai nâng chất rồi bong 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 để kết thả. Ok bong đã chất nâng phần nâng cứ bàn hơi ná. Chị bị xe bong tỏ ốc này công plịch nhá. Công qua tràn phê chùm đây nè. Tây trực đá tương khuôn ai là chân này trâm tay đọc mơ lôi khmai. Nhưng mà chưa thả bong bong ạc bia này. Bờ xin việc bong chọn mang trạng tùm nấu stút nhá. Chọn mang trái mùi của dân trực ca chân này stút. Chỉ này giờ từ tôi dạy cho hai tay dân trong rơ xì.